Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Câu hỏi số 1, anh cho em hỏi thần thông hàn tức và hoàng khí cái nào phù hợp hơn? Cái hàn tức thì sẽ có khả năng đóng băng được một số hiệu ứng, ví dụ như là hồi sinh của tinh quái này, đóng băng được nhân vật của chúng ta không thể hành động này. Còn cái hoàng khí thì lại có khả năng là kháng cái hiệu quả đóng băng đó. Tức là cái hoàng khí này nó sẽ khắc chế cái hàn tức anh em nhé. Tuy nhiên cái hàn tức này nó lại không đóng băng được những hiệu quả của cái thần thông, vì thần thông luôn là cái mạnh nhất. Chính vì vậy trả lời câu hỏi này rất là đơn giản. Nếu như kẻ địch mà xài tinh quái phù tang có hiệu quả hồi sinh, và bên cạnh đó kẻ địch không trang bị cái hoàng khí, thì anh em hoàn toàn có thể trang bị cái hàn tức để đi PK cho nó sướng đời, có hiệu quả khống chế rất là khó chịu luôn. Tuy nhiên nếu như anh em mà gặp những kẻ địch mà trang bị cái giải thi pháp cũng có hiệu quả hồi sinh, thì chắc chắn là cái hàn tức này không thể đóng băng được cái hiệu quả của giải thi pháp, thì tốt nhất là anh em đừng nên xài cái hàn tức này, bởi vì nó sẽ không đóng băng được đâu. Thì thôi, anh em nên thay cái hàn tức này bằng một thần thông khác nó có hiệu quả hơn. Câu hỏi số 2, bác cho em hỏi lúc trước ứng long cạp một hit 550%, bây giờ nó chia ra thành 5 đợt tấn công, thế nó tính sát thương kiểu 75 75 75 75 và 250% không ạ? Câu trả lời của mình là trước hay sau khi cập nhật thì em ứng long lượng sát thương gây ra nó vẫn là vậy thôi. Nếu như lượng sát thương của ứng long lúc bấy giờ nó có thể kết liễu được cả một cái cục máu đấy, ví dụ như máu của các bạn là 80.000 và sát thương của con ứng long nó có thể gây ra được là 90.000, thì cục máu vẫn mất đi bình thường và hiệu quả của em tiểu long nữ cũng như là sơn gia tinh không thể nào mà có được. Tuy nhiên nếu như cặp máu của anh em là 80.000 mà em ứng long của kẻ địch nó gây ra chỉ được 70.000 điểm sát thương thôi, thì ngay lập tức là hiệu quả của tiểu long nữ cũng như là sơn giã tinh nó sẽ được kích hoạt anh em nhé. Tóm lại là trước sau như một, nó không thay đổi gì đâu, chỉ thay đổi mỗi hiệu ứng skill thôi. Nếu như anh em nào không tin thì mình cũng đã có làm một cái video là test trước và sau khi gọi là cập nhật đấy, thì anh em hoàn toàn có thể xem lại cái video đó để có thể nhìn thấy rõ ràng hơn nhá. Chẳng qua anh em cảm thấy ứng long của mình cạp không chết được kẻ địch là do hai cái. Một là anh em không có dòng cường hóa linh thú. Cái thứ hai là kẻ địch nó có suy yếu linh thú. Kết hợp thêm là kẻ địch đã build về giảm sát thương cuối khá là cao, thành ra là em ứng long của anh em bị yếu đi thôi. Câu hỏi số 3, anh ơi cho em hỏi chơi phái choáng với bạo có mạnh không ạ? Thì câu trả lời cực kỳ đơn giản, nếu như anh em chơi full choáng thì nó sẽ mạnh, anh em chơi full bạo nó cũng sẽ mạnh. Nhưng mình e rằng anh em kết hợp mà choáng với cả bạo kích mỗi cái một tí á, thì đi PK nó sẽ không có lợi. Do là về sau nếu như mà ở phần top top trên server một chút thì anh em sẽ có những cái vật cưỡi cũng như là build kháng khá ổn. Thành ra là nếu như chia đôi ra thì lượng phần trăm của hai môn phái đấy nó không được tối đa thì sẽ bị kháng hết, rất khó để tạo được cái hiệu quả choáng hay là bạo kích ngon lành anh em nhé. Vậy thì nếu như anh em muốn đi PK ổn áp thì anh em một có thể build full né, hai là build full choáng, ba là build full bạo. Còn nếu như anh em muốn đi bot đánh dị thú xâm lược thì bot bang nó sát thương gây ra được nhiều, thì anh em sẽ build theo kiểu là liên kích cộng với bạo kích. Câu hỏi số 4, bình linh dịch sau 30k đào không bị mất đúng không anh? Câu trả lời là đúng em nhá, nó vẫn còn nguyên đây này. Bình linh dịch của mình là 25k và sau khi dùng 30k đào nó vẫn còn nguyên, không bị mất tí nào. Và mỗi một ngày chúng ta sẽ có nhận được thêm 30% tu vi mà mình có thể nhận được, tức là tương đương với cả 3.000 điểm tu vi đấy anh em ơi. Và nếu như nhìn cái thanh kinh nghiệm của mình ở đây thì 3.000 điểm nó sẽ tương đương với cả 1/4 của cái thanh này nhá, cũng rất là ok đấy chứ. Nên nếu như anh em xác định chơi lâu dài thì có thể đầu tư 25k thì anh em có thể lên cấp nhanh hơn nhá. Câu hỏi số 5, anh ơi sao anh chặt cây nhanh quá vậy, chỉ em với. Cái này thì cũng khá đơn giản thôi, ở trong phần tự động này chúng ta sẽ có phần ấn vào tích tăng tốc chặt cây. Tuy nhiên là anh em sẽ phải làm một cái gói mang tên là thẻ tháng. Thì anh em có thể nhìn thấy ở đây, nhận đặc quyền 30 ngày, nhận nhiều đào mỗi ngày và mở tăng tốc chặt. Thì tất nhiên là cứ hết 30 ngày là mình sẽ phải làm một cái thẻ tháng để có thể là tăng tốc chặt cây cho nó nhanh anh em ạ. Do mình là không có nhiều thời gian, còn nếu như anh em có thời gian thì cứ cày cuốc cũng được, nhưng mà nó hơi vất thôi. Câu hỏi số 6, anh ơi, tu tiên thì nên build gì ạ? Như anh em đã biết thì khi bước sang ngày thứ 33 thì chúng ta sẽ mở ra tính năng là đăng thiên, phi thăng chứng đạo, tiên ma, tái tạo pháp thân, tu chân. Thứ nhất là chúng ta sẽ mở ra cái phân thân là có 3 cái cách build, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cho phù hợp với các hoạt động này. Tiếp theo nữa là chúng ta có thể lựa chọn là tu tiên hay là tu ma. Ví dụ như mình đang lựa chọn đây là tu tiên. Thì cái câu hỏi là tu tiên hay là tu ma thì nó còn phải tùy thuộc vào anh em chơi môn phái gì, cũng như là cái khả năng PK của anh em ở trong server như thế nào. Và mình cũng đã làm một cái video hướng dẫn cực kỳ là chi tiết nên chọn tu tiên hay là tu ma, thì anh em hoàn toàn có thể xem lại nhé. Câu hỏi số 7, anh ơi ứng long ra dòng cường hóa linh thú mạnh không anh? Thì theo như mình chơi đến hôm nay là ngày thứ 45 rồi, mình thấy nếu như ứng long mà có được 3 dòng cường hóa linh thú cộng với lại một dòng suy yếu linh thú nữa thì ngon lành cảnh đào luôn anh em ơi. Do là đam của ứng long là đam tận 550% công của nhân vật chính mà có thêm cường hóa linh thú nguyên phẩm lam thôi là nó đã cộng lên 31,5% ở cái cấp độ cộng 7 rồi.
thì phẩm tím rồi phẩm cam cộng vào nữa thì nó tăng lên rất rất nhiều phần trăm nha. Anh em cũng lưu ý là chúng ta sẽ không thể nào mà ra được 3 dòng cường hóa linh thú cam cùng một lúc, mà nó sẽ chỉ ra được là cường hóa linh thú lam một phát, cường hóa linh thú phẩm tím một phát và cường hóa linh thú phẩm cam một phát. Đấy, bên cạnh đó anh em có thêm cái suy yếu linh thú phẩm cam ấy nữa thì thôi, cái đấy cứ phải gọi là khóc. Nhưng mà nói thật với anh em, mà để build được 4 dòng nó ngon lành cái nào như thế thì ở trong phần tẩy luyện này cũng rất là khổ luôn. Kiếm được cũng cực kỳ là vất vả, chưa kể là chúng ta sẽ khóa một dòng là sẽ mất 20 cái cục đá này nữa. Khóa 2 dòng là chúng ta mất 40 và khóa 3 dòng là chúng ta thậm chí mất tận 100 viên. Thì anh em biết ở đấy, cũng căng thẳng phết, khó nhằn phết nha. Nhưng tất nhiên là chơi ứng long thì chúng ta nên ưu tiên vào cường hóa linh thú anh em nha. Câu hỏi số 8 là nên auto mua gói thuê chuột không anh? Nếu như mà em có điều kiện thì em có thể đầu tư 79.000 để có thể là sử dụng trong vòng 1 tháng thì rất là ngon, bởi vì là mình chỉ cần auto khoảng 7-8 tiếng thôi, mình sẽ có thể kiếm được tầm 1.000 đến 1.450 đào. Nhiều nhất là mình đang có thể kiếm được 1.450 đào với 5 con chuột nha anh em. Thì anh em nên mua nếu như mà có điều kiện nha. Còn tất nhiên là anh em không có điều kiện thì phải cày cuốc rồi. Như mình đây thì chắc chắn là không có nhiều thời gian, nên là mình chịu khó bỏ ra 79k để có thể là kiếm về hơn 1.000 đào mỗi ngày thì nó mới không bị thọt cấp. Chứ nếu không mà chắc chắn là với 1.000 đào mỗi ngày là ở cái cấp độ 384 này, là anh em có thể nhìn thấy này, được một cấp độ rồi đấy. 30 ngày thì nó tương đương với là 30 cấp độ đấy. Rất là thốn luôn. Câu hỏi số 9, có nên tích đào không anh? Thì cái này mình cũng đã nói rất nhiều trong các video trước rồi. Có bao nhiêu đào là mình sẽ xả hết. Ví dụ như 422 đào là tí nữa là mình cũng xả hết đây này. Lý do là mình có tăng tốc chặt đây mà một ngày xả tầm 3k đào nha. Một ngày thì mình sẽ có đủ tất cả những hoạt động liên quan đến khiêu chiến yêu vương này, đi auto phúc địa trong này được 1.000 đào nữa này. Thế là đã có khoảng hơn 2.000 đào rồi. Tham gia một số những cái hoạt động dâu ria linh tinh phèng nữa thì đâu đó là tầm 3.000 đào. Mà mình chặt cũng đã thấy lâu vách cả trưởng nó rồi anh em ạ. Ui dồi ôi, theo phải mất cả tiếng ấy. Thế nếu như anh em tích ở đâu đó là khoảng 10.000 đào đi, anh em chặt chắc mất mấy tiếng đồng hồ không xong luôn ấy. Mà những anh em nào mà cày chay không có cái tăng tốc chặt này nữa thì ôi dồi ôi luôn, chặt chắc là nát điện thoại mất. Ngồi chắc là xem trang bị toét cả mắt luôn. Và cái thứ hai nữa anh em để ý, ví dụ như anh em chặt được 1.000 đào, anh em sẽ lên được level 385 chẳng hạn. Và chặt 10.000 đào thì level của anh em lúc đấy nó đã lên tận level 395 rồi. Ví dụ như ở đây mình có một món linh bảo 3 sao đi, đôi khi nó ở level 375 nhá, yêu lực của nó lại kém xa so với cái món linh bảo 2 sao này của mình. Nên là đào ngày nào anh em xả hết ngày đấy, anh em chỉ tích lại trong trường hợp sau. Ví dụ như trong video trước mình đã làm cái video là xả 7.000 đào ấy, để có thể là test cái tỷ lệ ở tiên thụ cấp 15. Thì cái quá trình mình tích chỉ là trước đấy một ngày thôi. Ví dụ như ở đây là còn 24 ngày 3 giờ nữa là lên tiên thụ cấp 16, thì 23 ngày tới là mình xả sạch xanh xanh, không còn một tí đào nào. Cho đến cái ngày trước khi lên tiên thụ 16 một ngày thì mình sẽ tích lũy đào lại, thì sẽ được đâu đó là tầm 3k đào. Và hôm sau mình sẽ có 3k đào nữa, thế là có khoảng 6k đào. Lúc đấy xả vẫn chưa muộn anh em nha. Chứ còn nếu như anh em mà đợi cái cây này nó lên cấp cao, sau đó tỷ lệ nó thật nhiều á, thì lúc đấy có thể anh em sẽ chặt ra được trang bị nhiều sao nhưng level thấp, thì nó vẫn sẽ không bằng được những cái trang bị mà level cao, nó ít sao anh em nhé. Có thể nhớ anh em thấy tiêu đề của mình là xả 7.000 đào hay là bao nhiêu nghìn đào đấy, là nghĩ mình tích đào trong một khoảng thời gian rất lâu, nhưng mà không, mình có cái gói siêu hời này anh em này. Thôi mất cái gói đấy rồi. Đó chính là quỹ chặt đào ấy. Thì cứ lên được tiên thụ cấp bao nhiêu đó thì nó sẽ cho mình mấy nghìn đào ạ. Thì cái quá trình tích của mình nó nhanh. Thì anh em thấy mình có mấy nghìn đào, nhưng bản chất là mình chỉ tích trước đấy có một ngày thôi. Còn nếu anh em tích đào quá lâu thì anh em sẽ bị thọt chỏng vó luôn. Đi tất cả những cái hoạt động đấy anh em sẽ không có đủ yêu lực. Ví dụ như là boss dị thú này, rồi đi PK các kiểu, anh em sẽ đứng ở top mà thấp ấy, thì sẽ không được nhiều quà. Câu hỏi số 10, anh ơi cho em hỏi trang bị giải thi pháp và phù tang có hồi sinh 2 lần không anh? Trời ơi, cái này nó ghi rất rõ rồi nha. Tức là em phù tang này này, đây, hồi sinh của tinh quái và thần thông chỉ được dùng một thôi. Thì dù anh em có trang bị cả hai, em thứ nhất là phù tang và thêm vào đó là cái thần thông giải thi pháp này nữa, thì nó cũng sẽ chỉ có hiệu lực của một cái thần thông mà thôi anh em nhá. Thế tốt nhất là nếu như anh em đã có giải thi pháp ngon hơn rất nhiều rồi thì anh em nên trang bị bằng một em tinh quái khác cho nó tối ưu hóa được cái đội hình của anh em nhá. Thì đó là top 10 câu hỏi thường gặp nhất trong cái tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo mà anh em mới chơi hay hỏi mình. Nếu như anh em vẫn còn những câu hỏi nào thì để lại comment ở bên dưới nha. Mình sẽ tiếp tục và làm video để trả lời cho anh em. Ở bên cạnh đó thì mình cũng có một cái series là hướng dẫn anh em tân thủ ấy. Anh em nào mà chưa xem thì có thể là ngâm cứu lại để có thể là hiểu rõ hơn về game nha. Còn bây giờ thì chúc anh em chơi game vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.